Xin hỏi lão pháp sư, vì sao muốn rộng khuyên đồng học tịnh tâm toàn cầu cứu trái đất thì trì niệm thánh hiệu Quán Âm, không phải là chuyên niệm A Di Đà Phật? Kinh Vô Lượng Thọ có nói những thiện nam tử, thiện nữ nhân ở thế gian nếu có cấp nạn ngặt nghèo hoảng sợ, chỉ cần hướng tâm về Bồ Tát Quan Thế Âm thì không có nạn gì mà không được cứu thoát. Đây có phải là vì người không có tín tâm kiên định trì niệm A Di Đà Phật mà nói không? Bạn là đồng tu tịnh thông lâu năm, bạn biết rất nhiều, thì bạn dùng một câu A-di-đà Phật hồi hướng là được rồi, không cần phải đổi sang niệm Quán Thế Âm Bồ-Tát. Thế nhưng trên thế giới này, người học Phật không đến 1 tỷ người. Ước tính chung trên toàn thế giới đại khái chỉ có 500 đến 600 triệu người là tín đồ Phật giáo. Trong các tín đồ Phật giáo thì người chân thật tu tịnh tông niệm A Di Đà Phật, trong tưởng tượng của tôi chỉ có 1 phần 10. Là 1 phần 10, người niệm Phật trên toàn thế giới chỉ có 50 đến 60 triệu người. Hiện nay thế giới có tai nạn, người không học Phật thì nhiều. Người không học Phật, bạn nói A Di Đà Phật với họ thì họ không tin. Bạn nói từ bi, nói tâm yêu thương với họ thì họ gật đầu. Cho nên Phật dạy chúng ta có thể niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, có thể thúc đẩy phong trào từ bi, phong trào nhân ái, thì như vậy có thể cứu được thế giới. Đây là đại từ đại bi, đây là trí huệ chân thật. Con người không nên dùng cảm tình để làm việc. Dùng cảm tình làm việc thì thế giới này sẽ bị hủy diệt. Nghĩa là chúng ta xem thấy đã đến bờ vực hủy diệt rồi, gần đến tận cùng rồi. Nếu chúng ta vẫn có nhiều nghi vấn như vậy thì chúng tôi cảm thấy rất bi ai. Thế giới thật sự còn cứu được không? Biết bao người đưa ra vấn đề này. Người không học Phật, người không tin tôn giáo, có điều cảm thán, thế giới này còn có thể an định hòa bình không? Đây là âm thanh của người trên toàn thế giới. Bạn nghe thấy rồi, bạn có cảm thấy gì không? Cho nên Phật Pháp không dễ dàng. Có thể tính, có thể giải, đâu có dễ chứ. Người chân thật có thể tính, có thể giải thì đâu có đưa ra vấn đề. Tổ sư của Tịnh Tông thường nói câu Phật hiệu này: không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Chúng ta lại đưa ra vấn đề này để hoài nghi, xen tạp, gián đoạn. Có người tu hành thật sự hay không? Có. Người tu hành thật sự đang ở trên núi, họ không có vấn đề. Vì sao vậy? Trong tâm của họ chỉ có một câu A Di Đà Phật, tự hành hóa tha, câu Phật hiệu này niệm tốt rồi thì tự nhiên rồi hướng cho chúng sanh khắp pháp giới, tự nhiên làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Câu hỏi tiếp theo: xin hỏi phát đĩa tam thời hệ niệm ở trong nhà phải nên làm thế nào mới như pháp? Như pháp hay không như pháp là chỗ bạn có tâm cung kính hay không, có tâm chân thành hay không.
Nếu có tâm chân thành, có tâm cung kính, thì hãy đem nghi thức tam thời hệ niệm, niệm một lượt cho tốt. Một mặt niệm, một mặt phải tùy văn nhập quán. Công đức này thù thắng không gì sánh bằng. Không thể tùy văn nhập quán mà chỉ y theo văn tự để niệm thì không liên quan gì đến tâm hạnh của chính mình. Lợi ích này rất mỏng nhẹ. Chính là nói bạn nghe mà tâm không hành, thân tâm không đi làm. Khi tùy văn nhập quán thì niệm đến cảnh giới trong tâm của họ sẽ chuyển tới. Công đức to lớn là lợi ích chân thật. Câu hỏi thứ 33. Có một số người chưa bước vào chùa, thấy thánh tượng của Phật Bồ Tát đang cung kính lễ bái thì rất khó chịu, luôn muốn khóc. Nếu trong tâm có việc thì càng nghiêm trọng hơn, khóc không thành tiếng, nước mắt giàn giụa. Xin hỏi đây là tội nghiệp trong đời quá khứ quá sâu nặng phải không ạ? Không hẳn như vậy. Tội nghiệp đời trước quá sâu nặng thì căn bản không bước vào chùa. Bước vào chùa, thấy hình tượng Phật Bồ Tát, nghe thấy tiếng niệm Phật Bồ Tát mà cảm động, thì đời trước của họ là người tu pháp môn này. Trong A La gia thức của họ có những chủng tử này, cho nên vừa tiếp xúc thì bị cảm động. Đây không phải là tội nghiệp quá nặng, đây là thiện căn hiển lộ. Là nhân duyên được độ. Câu hỏi tiếp theo, làm thế nào mới có thể buông xuống phân biệt chấp trước? Hôm qua tôi đã giảng qua phương pháp của người Ha Quai cổ xưa là bảo bạn nói lặp đi lặp lại, nói không ngừng với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật. Tôi yêu bạn, cảm ơn bạn. Không ngừng nói như vậy thì có thể buông xuống được phân biệt chấp trước của bạn. Trong Phật Pháp thì là một câu A-di-đà Phật. Bạn có thể không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật thì có thể buông xuống phân biệt chấp trước. Bạn niệm câu A-di-đà-phật này thì được oai thần của Tam Bảo gia trì. Nhưng điều này không dễ dàng. Vì sao vậy? Vì có hoài nghi, xen tạp, gián đoạn, rất khó làm được. Có thể làm được thì buông xuống sẽ vô cùng nhanh. Liên quan đến câu thấy việc nghĩa dũng cảm mà làm, giúp người là niềm vui, có một số nghi vấn. Họ đưa ra ba điều. Thứ nhất, nhìn thấy kẻ trộm đang ăn khắp nơi công cộng hoặc cướp tài sản của người khác, liệu có cần phải ra ngăn cản không? Nếu bước ra ngăn cản thì lại lo sức mình không đủ, kẻ trộm đánh lại khiến mình bị thương, lúc này làm thế nào mới đúng? Bạn có thể không cần phải ngăn chặn. Bạn nhìn thấy thì hãy nói nơi này có kẻ trộm, mọi người hãy đề phòng. Bạn la lên mấy tiếng, âm thanh lớn lên một chút thì họ sẽ không dám ra tay. Có phương tiện khéo léo, cho nên nhà Phật nói phương tiện. Phương tiện này chính là phương pháp phù hợp nhất, hai bên đều không bị tổn hại. La lên như vậy thì kẻ trộm có tâm cảnh giác, không dám ra tay.
người khác cũng không biết ai là kẻ trộm. Thứ hai, nhìn thấy người khác hoặc tài sản quốc gia sắp hoặc đang bị tổn hại lớn. Thí dụ như thấy người đuối nước hoặc hỏa hoạn mà chính mình lại không biết bơi hoặc không có năng lực cứu hỏa. Nếu thực sự đi cứu giúp thì có thể không những không cứu được mà trái lại còn tổn hại đến chính mình. Mà không cứu thì lương tâm lại bất an. Gặp tình huống như vậy thì phải nên làm thế nào? Vấn đề không ở bên ngoài, vấn đề ở trong nội tâm. Nhìn thấy những vấn đề này, đây đều là đang nhận giáo dục. Giáo dục có chánh diện, có phản diện. Chánh diện là để cho chúng ta học tập, phản diện là để chúng ta cảnh giác. Giúp chúng ta nhìn thấy nhược điểm của mình mà sáng mối, sửa lỗi, đổi mới. Nhìn thấy vấn đề của xã hội, vấn đề của quốc gia, thì chính chúng ta phải tu hành thật tốt, như lý như pháp. Cá nhân thì làm ra tấm gương tốt nhất cho cá nhân, gia đình thì làm ra tấm gương tốt cho tất cả gia đình. Nếu bạn có công ty cửa hiệu thì công ty cửa hiệu cũng phải làm thành tấm gương tốt cho công ty cửa hiệu khác. Đó chính là giúp xã hội hóa giải vấn đề, giúp đất nước hóa giải vấn đề. Nói chung phải tự mình đích thân nỗ lực làm, nếu không thì bạn nói không có tác dụng. Nói không có ai nghe, không ai tin.